Cách sống khôn ngoan, không bị người khác coi thường. 1. Suy nghĩ kỹ trước khi nói. Nhiều người khi nói ra những lời không đúng với người khác, họ đều biện minh rằng do tính họ nói thẳng, nói thật. Chúng ta cần hiểu thế nào gọi là thẳng thắn. Những người nói thẳng, nói thật và dám nói ra những điều mà người khác không dám nói. Thẳng thắn là một đức tính rất tốt, nhưng trong một vài trường hợp, thẳng quá thường mang lại phiền phức cho bạn. Nói sự thật không đúng lúc, đúng chỗ, đôi lúc lại tệ hại hơn cả một lời nói chưa thật, vì nó có sự xúc phạm đến người khác, đặc biệt là ở môi trường công sở. Vì thế, bạn chỉ nên nói chuyện thẳng thắn khi giao tiếp với người thẳng thắn. Để không biến thành kẻ vô duyên, bạn hãy lắng nghe, học thêm cách ứng xử thông minh và hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói. Bạn có thể sẽ khiến nhiều người ghen ghét, thậm chí có thể bị ghét ra mặt nếu không lựa lời nói cho phù hợp. Khi giao tiếp, có khá nhiều người thích được khen ngợi, khi đó cái tôi của họ được vuốt ve, nên cuộc nói chuyện giữa bạn và họ sẽ hiệu quả hơn. Theo lẽ thường tình, ai cũng muốn nhận được lời khen ngợi hơn là những câu chê bai, mặc dù nó mang tính chất chia sẻ và đóng góp. Vậy nên, hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, và đôi lúc không đơn thuần chỉ nói ra suy nghĩ của mình, mà còn xem đó là cách để thuyết phục và tạo mối quan hệ với người khác. Đừng để người khác đánh giá bạn là một người vô duyên, thích châm chọc, cũng như đem người khác ra để làm trò đùa. 2. Cân bằng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể. Lợi ích hình thành trên cơ sở nhu cầu của con người trong hoạt động. Bất kể một hoạt động nào của con người cũng nhằm thỏa mãn những nhu cầu nhất định. Khi xuất hiện nhu cầu, đồng thời là khi con người hình thành nên động cơ lợi ích. Cho nên, có thể hiểu lợi ích chính là sự thỏa mãn nhu cầu của con người, là nhu cầu được đáp ứng. Tuy nhiên, trong hoạt động, con người không làm với tư cách là một cá nhân riêng lẻ mà luôn thực hiện trong mối quan hệ với cộng đồng, xã hội. Do đó, thực chất quan hệ xã hội, dù được xem xét ở bất cứ lĩnh vực nào đi chăng nữa, cũng là quan hệ lợi ích, là quan hệ giữa người với người trong hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Chính từ đó, hình thành nên lợi ích khác nhau, có lợi ích cá nhân, có lợi ích tập thể, có lợi ích xã hội. Các lợi ích có thể tương hợp, đồng thuận, có thể mâu thuẫn, xung đột với nhau, tùy thuộc vào việc giải quyết và đáp ứng nhu cầu ở mỗi điều kiện. Trong các mối quan hệ, cần phải có sự cân bằng giữa cái tôi và người khác. Nó giống như là một trục vô hạn, một đầu là những người ích kỷ, còn đầu khác lại là những người vị tha. Và đa số chúng ta đứng đâu đó ở giữa. Bạn nên quan tâm đến những gì bản thân mình muốn, nhưng đồng thời bạn cũng nên quan tâm đến những gì người khác muốn, và bạn cần phải cố gắng để tạo được sự cân bằng giữa hai điều đó. 3. Nhìn toàn cảnh vấn đề trước khi đưa ra kết luận. Người ta thường nói, khi bạn buồn thì cảm xúc sẽ bị tăng lên. Đó là điều tự nhiên. Nhưng vấn đề ở đây là nó có thể khiến bạn gây ra những cuộc xung đột trước khi hoàn toàn bình tĩnh. Khi đang giận dữ, bạn lại không thể nào suy nghĩ một cách chính xác. Bởi vậy, hãy dành thời gian để bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề một cách tổng quan, xem xét lại những thực tế, chứ không phải những giả thiết khi mà bạn có thể suy nghĩ hợp lý. Bạn có bao giờ để ý rằng tại sao mình rất dễ mất bình tĩnh, trong khi người khác lại không như vậy? Ai cũng có những áp lực riêng trong cuộc sống, có vô vàn nỗi lo, sự sợ hãi, nhưng mọi người đều đối mặt và vượt qua nó. Tại sao mình không vượt qua được? Tại sao mình luôn nóng nảy, mất bình tĩnh trước một áp lực gì đó? Đó là tại vì bạn chưa làm chủ được cảm xúc của bản thân. Vì không làm chủ được cảm xúc nên dẫn đến không làm chủ được hành vi và gây ra những hậu quả đáng tiếc. Chắc chắn rằng khi mất bình tĩnh, bạn sẽ có những tư tưởng oán giận như: thật không công bằng với mình, hắn ta sẽ phải trả giá, tôi sẽ làm cho ra nhẽ, tôi sẽ giết chết con người đó nếu gặp lại. Càng suy nghĩ như vậy sẽ càng làm cho sự bực tức của bạn tồi tệ hơn, cơ mặt sẽ gồng lên, nóng bừng. Vì thế,
hãy loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực đi. Những lời nói đó chỉ làm tình hình trầm trọng hơn mà thôi. Thay vào đó, bạn nên tập trung suy nghĩ về những điều tích cực hơn. 4. Đừng chấp nhận hiện thực một cách mù quáng. Mọi người làm gì đó không có nghĩa là bạn phải làm theo. Chắc chắn rằng bạn đã từng nghe đến hiệu ứng, phong trào, đó là hiện tượng xảy ra khi mọi người bắt chước giống như một con rối một cách mù quáng. Thay vì như vậy, bạn hãy lùi ra khỏi đám đông và quan sát. Đó chính là cách suy nghĩ của một người thông minh. Hãy tự đặt ra câu hỏi tại sao họ làm như thế. Sau đó, tự hỏi bản thân mình rằng có thực sự muốn làm điều đó hay là không? Làm điều đó có thích hợp không? Tóm lại, phải nhớ là nghĩ cho chính bản thân mình, đừng chấp nhận hiện thực một cách mù quáng và làm theo phong trào chỉ để làm hài lòng người khác. 5. Có thể bản chất không được như vẻ bề ngoài. Đôi khi, vẻ bề ngoài của một người chưa chắc đã giống với bản chất bên trong. Một người thông minh sẽ không bị che mắt bởi sự duyên dáng, cá tính hay những thứ có thể nhìn thấy được ở bên ngoài. Ngược lại, họ cũng sẽ không bị hấp dẫn bởi sự xinh đẹp, quyến rũ ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ. Nói theo một cách khác, thì họ cần thời gian để biết thêm về mỗi người, để đánh giá bản chất thật của họ là gì, chứ không phải đánh giá vẻ bề ngoài ra sao. 6. Chấp nhận bản chất riêng của mỗi người. Hầu hết mọi người cố gắng thay đổi người khác. Tại sao chúng ta lại phải làm như vậy? Điều đó thật vô nghĩa. Chắc chắn rằng bạn cũng đã từng cố gắng thay đổi một người nào đó trong quá khứ, nhưng điều đó không thành công. Họ vẫn là chính họ. Nếu bạn không thích một ai đó, hãy chọn cách rời xa họ, ít gặp nhau hơn, hoặc thay đổi thái độ của bạn. Bạn muốn được mọi người chấp nhận bản thân. Vậy ngược lại, mọi người cũng sẽ như thế. Bởi vậy, hãy sống theo quy tắc và tôn trọng người khác. 7. Hiểu người khác thay vì phán xét. Trên hết, một người khôn ngoan sẽ không phán xét một ai khác. Họ làm điều ngược lại, đó là đồng cảm. Đồng cảm có nghĩa là đặt bản thân của mình vào hoàn cảnh của người khác và cố gắng để hiểu từ quan điểm sống của đối phương. Điều đó không có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với mọi việc mà họ làm, nhưng bạn sẽ phải chấp nhận đó là bản chất của sự thật. Suy nghĩ như một người khôn ngoan có thể là rất khó. Tuy nhiên, tất cả những gì bạn cần làm là thay đổi quan điểm và kiềm chế cảm xúc. Nói luôn luôn dễ hơn so với hành động, nhưng luyện tập sẽ giúp bạn khôn ngoan hơn. Chúng ta sẽ sáng suốt và cuộc sống sẽ vui vẻ hơn. Mặc dù phán xét là một bản năng tự nhiên, nhưng hãy cố gắng nắm bắt bản thân trước khi nói và gây ra bất kỳ một tác hại tiềm ẩn nào. Bạn không thể nào lấy lại được lời nói của mình. Hãy tạm ngừng, xem liệu bạn có thể hiểu người đó đến từ đâu không. Cố gắng diễn đạt lại những suy nghĩ quan trọng bên trong của bạn thành một suy nghĩ tích cực, hoặc ít nhất là một suy nghĩ trung lập. Khi ai đó làm điều gì mà bạn không thích, có lẽ bạn nên nghĩ về điều đó như họ chỉ đơn giản là giải quyết vấn đề theo cách khác biệt với bạn, hoặc có thể họ có thời gian biểu khác với bạn. Điều này có thể giúp bạn cởi mở hơn và chấp nhận hành vi của họ. Mọi người đi những con đường khác nhau để tìm kiếm sự thỏa mãn và hạnh phúc. Chỉ vì họ không đi trên con đường của bạn, không có nghĩa là họ đã bị lạc. Hãy ngừng phán xét người khác khi bạn chưa thực sự hiểu rõ họ. Nghe và suy ngẫm, xin được cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian để theo dõi video này. Các bạn nhớ like, share và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi chia sẻ bài học cuộc sống, giá trị tích cực tới cộng đồng. Cảm ơn các bạn, thân ái và hẹn gặp lại.